bò ấy đấy, bò còn lắm. Đây là hôm nay anh em câu ở dưới sông Đà nhá, cá sông Đà. Sông Đà được cá ngạnh nha các bạn này, ngạnh này. Riêng loại này mà nướng thì phê phải biết này. Rồi ok ok. Rồi. Rồi, cá ngạnh này. Thả cá này. Bây giờ là con này là phải rất là cẩn thận nhá. Cực kỳ thận bởi vì ngạnh nó đánh vào là cũng chết đấy. Mặc có một tí này. Đây. Bây giờ nhá, các bạn mà câu cá ngạnh là mà nó lên là các bạn phải để ý này. Này, cầm hai tay này, để ý hai tay này. Giữa và hai vây này. Rồi, ok ok này. Giữ chặt này. Cắt chút thua đi. Giữ chặt nhá. Giữ này. Giữ để hai cái vây này với cái vây lưng nó không đánh được vào mình này. Chứ cái đội này mà nó đánh là cũng ra trò đấy. Có 3 ngày thôi mà, 3 ngày khóc rồi. Cũng nhức nhối lắm này. Cá ngạnh bé thôi nhưng mà nó đánh cũng đau lắm ạ. Rồi, ôi trời ơi, đấy. Đấy, à nào. Làm lại nhá. À, nhìn hai anh ngạnh này. Từ từ. Nhìn nhá, hai anh ngạnh này. Hai ngạnh ở hai vây và hai ngạnh ở một ngạnh ở trên lưng này, các bạn cầm này. Rồi ok, cầm chặt này, xong rồi gỡ lưỡi này. Ây da, bám sâu quá vậy. Rồi, chưa tay được kìa. Rồi, đây nhá, để này thì nó sẽ không đánh được. Nhưng mà ngạnh mà nó đánh vào là thôi nhá. Tinh thần đau quá đi mà. Anh em nào mà bị cá ngạnh sông mà đánh thì xin lỗi anh em nhá. Là cũng vài ngày ạ. Rồi ok ok. Xong rồi. Cá ngạnh sông. Sông Đà luôn á. Rồi. Rồi, bình tĩnh. Rồi, ok, cho nó vào trong này đi. Nhiều nước đi. Rồi, ok. Lên hàng anh em ơi. Đây nào. Rồi, em lên hàng. Cần này anh em ơi. Lên hàng. Rồi, ok. Rồi cao cần nữa không mắc. Anh em ơi. Rồi, có luôn hàng này anh em ơi. Ôi, cá chay anh em á. Rồi nha. Pha này không được cá ngạnh mà được cá chay rồi. Bởi cần vì là ở sông thì nó rất là nhiều cá chay nha anh em. Tôi cho vào đây không rơi. Đó, rất là nhiều cá chay này. Yeah. Cá chay sông này anh em ơi. Vừa thả mồi được chưa đầy 2 phút. Rồi, ok, đây là cá chay nhưng mà bây giờ mà thả cái xô này là chảy nó nhảy dữ lắm nên là mình sẽ cho lưới để thêm một cái lớp lưới ở trên nhá anh em. Anh em nào muốn liên hệ mồi cá chảy này hay là mồi cá ngạnh thì liên hệ mình nha, số điện thoại 0706025678 nha anh em ơi. Mồi loại sunshine nhá anh em. Đấy này, mắc này. Rồi, ui, cá quay mạnh. Anh em nào thích về trên Hòa Bình câu sông thì cứ ấy mình nha anh em ơi. Số điện thoại mình có này 0706025678. Thả lỗ này. Rồi thả lỗ này. Rồi lên hàng. Có hàng nha anh em ơi. Nhặt răng bình thường anh em ơi. Câu sông nhiều lúc cá bé thôi nhưng mà rất là vui nha anh em. Hôm nay anh em chúng tôi câu chỉ có 2 cần thôi. Đây đang chuyển cần này. Cần này cả ngày hôm nay móm không được gì. Để chuyển lên trên này thôi. Đây nha. Đấy. Cái lưỡi mà mua ở shop ấy thì nó bị rối này anh em này. Câu được khoảng 2-3 con cá mà nó rối này. Đó, nên là giờ thay lưỡi mới đi. Rồi mình thay lưỡi mới đi. Lưỡi này sáng mai gỡ. Làm tí men nữa cũng hơi lười. À, ok, đưa lưỡi mới em ơi. Lưỡi mới trong hộp nha. Lưỡi này mua Hòa Bình là 40.000 bốn lưỡi nha anh em ơi. 40.000 bốn lưỡi này. View luôn này, 40.000 bốn lưỡi này. Loại này có 30.000 bốn lưỡi, rẻ hơn. Nhưng mà tôi khuyên anh em là nên câu lưỡi xanh. Còn mình không câu lưỡi đỏ đâu. Lưỡi đỏ là nó không bám cá sông đâu anh em ạ. Tiền nào của đấy. Lưỡi đỏ thì câu ao thôi. Câu ao có khi còn xịt á. Đây, mồi đây. Mồi là vừa mồi cá ngạnh anh em mua ở trên shop nó cũng rất là nhiều nhá. Anh em trộn thêm một ít bột mì, một ít cám chim và một ít cơm nguội nữa để cho nó đỡ
đỡ bay mồi nhá anh em ơi. Nắn mồi này anh em. Thời gian thì mình cũng không được như các cái cần thủ chuyên nghiệp đâu, mà câu sông thì kinh nghiệm của mình là mình nghĩ là như thế này là hợp lý này. Em nắm mồi này, anh em nắm mồi nhá. Rồi cái anh em móc như thế nào, như mình câu sông là mình hay móc như thế này, để cái lưỡi rôi ra ngoài này. Đó, để cái lưỡi rôi ra ngoài này, anh em cắm vào này. Đó. Rồi ok, anh em nắm lại này. Tiếp đến là cái lưỡi thứ hai thì cũng như vậy này, anh em cắm vào nhá. Ok, cắm vào này. Đó, anh em nhìn đấy này. Nhưng mà cá nó ăn vào đây này. Mình nhận nó xuôi này, thì bao giờ cá nó cũng ăn vào cái đầu nhỏ nhất này. Rồi ok. Hôm nay là anh em cũng chưa được chuẩn bị, đâm ra là cái có mỗi hai cái cần thôi. Anh em nào mà có cần bãi nhật cai qua 5000 nhá thì giới thiệu cho mình với nhá. Bởi vì mình vừa rồi là cũng làm mất của ông bạn cái lưỡi cai qua 5000 nhá. Thì anh em nào có cái máy câu đó thì giới thiệu mình với. Đó. Rồi ok, anh em móc mồi càng bé càng chi chít rồi các thứ luôn lận. Rồi ok. Tiếp nào. Rồi anh em kéo này, em cuốn một vòng này để cho cái dây này nó vào trong ấy. Rồi ok. Đây. Chờ biết ạ. Đây là câu cá sông Đà ban đêm nha anh em ơi. View cực kỳ tốt luôn, view cực kỳ đẹp luôn này. Cây đa này. Bây giờ tôi không quay cho anh em được. Hôm nào mình sẽ review một chút về cái chỗ mình câu nha anh em ơi. Cực kỳ hay luôn, ném 5 phút là có hàng luôn, nhặt răng đàng hoàng luôn nha anh em ơi. Vừa được, chưa được đầy 2 phút mà. 5 phút một hàng nha anh em ơi, cá to cá bé mình không biết nào. Ném gần thôi, ném xa quá mắc kè nha. Rồi ok. Rồi, để trước chạy đi anh em ơi. Rồi, đóng trước lại, nó gần nào. Ok. Được cả. Rồi, nhậu tiếp đi em ơi. Bỏ đây, nhậu đi. Anh em chờ lên hàng nhá. Đây nha, cá ngạnh nha các bạn nha. Cá ngạnh này để cái vây này này, cái vây lưng này. Cái vây này mà nó đánh vào tay là cũng phát sốt á. Nó phát sốt luôn á. Bởi vì là cái ngạnh này nó đánh là cũng kinh lắm, ngạnh sông ấy. Hàng đây. Không giống như kiểu ba sa hay cá tra trong miền Nam đâu. Cá ngạnh, cá bò rồi cá chiên miền Bắc mà nó đánh là cũng kinh lắm. Đây này, này, nhìn này. Cái ngạnh này này, đây này, hai đầu ngạnh nhưng mà nó đánh là cũng lên hồn đó. Còn đèn đầu canh chua rất ngon. Đây. Hiện tại là câu được khoảng 30 phút này. Mà anh em tôi thu nhập này các bạn ơi. Nào thì có gì? Có ngạnh này, chày này. Đây còn hai em thiểu nữa nhá. Mắt to nhỉ. Ok. Đây. Chày hai thiểu một ngạnh. Bình thường là mình gọi là mồm cá ngão này. Đây thì không phải cá ngão đâu, nhưng mà nó là thiểu, nhưng mà nó cũng không khác gì cá ngão đâu nhá. Đây chày sông này. Đây chày sông nhá. Chày sông mắt đỏ này. Riêng cái loại này mà mình gì, mình đốt lên xong mình bột canh với ớt á, ăn cơm cực kỳ vào luôn. Nhưng mà riêng cái thể loại ngạnh này, đây, ngạnh sông này anh em nhá. Nó canh chua ngon. Ngạnh sông thì anh em nấu được rất là nhiều món nhá. Ví dụ như canh chua này, hay đơn giản là anh em mình đốt lên tỏi mẻ cỡ khoảng 20 em này, khoảng 5 em này mà nướng tỏi mẻ là cũng nên hồn rồi nha anh em. Ok rồi, đêm nay thì sẽ bắt đầu 30 phút mà được bao nhiêu rồi. Ok nha. Xong rồi sáng mai mình sẽ review lại cho anh em là đêm nay anh em mình được bao nhiêu con nha anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh NVL NVH đuôi lông. Rồi ok.
bây giờ phải múc cái nước này lên để cho cá sống đây anh em ơi. Bây giờ gió về này, gió về thì thật ra là khi mà gió về là câu nó cũng hơi khó nha anh em. Gió về là câu cũng hơi khó, phải ở ngoài sông mà gió nó cũng thổi, nó thổi nhiều lắm mà bọt nó cũng nhiều ấy. Đây rồi, sáng mai mình sẽ review lại cho anh em xem là cái công cuộc ngày hôm nay của anh em mình nhá. Và lát nữa có pha nào lên hàng thì mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Đây anh tôi vẫn đang mắc. Thôi đã mất cước rồi. Đó không mất đâu, không mất đâu, không mất đâu. Kéo nhanh không lại mắc. Không mắc, vẫn còn lưỡi này anh ơi. Vẫn còn lưỡi nhỉ? Vẫn còn lưỡi này. May quá. Rồi ok. Không có thiệt hại thì anh cây để em giữ cả cái. Rồi đây, rồi đây, rồi đây. Cho chiều máy nhá. Ok. Sao? Rồi, 1 cân. Xem hiện giờ ở đâu không, tí nó lộn video. Quay cầm máy ngược lại đấy. Rồi ok này. Đây nha anh em nhá. Thả con đầu tiên vào đấy này. 6 lưỡi mà bây giờ nhìn anh em nhìn này, hai con nhác này, một con chày này anh em ơi. Hai con nhác một chày. À! Hai nhác một chày này anh em ơi. Hai nhác một chày này. Gỡ cá anh ấy. Gỡ cá đi em ơi. Cá mương à, có cá tiểu có nhảy không? Không. Rồi. Hai nhác một chày này anh em ơi. Ui, con này sắp rụng. Đó. Con này cho túi. Đấy, cho vào đấy đi em ơi, cho vào trong cái túi ạ. Xong rồi bật đi. Rồi, chảy nó nhảy kinh lắm anh em. Chảy sông nó nhảy kinh lắm á. Chỉ cần hở một phát nó nhảy luôn ạ. Rồi, đây là con thiểu này. Bông lưới nha. Rồi, ok này, thiểu mắc thế này thì làm sao mà ra được anh em ơi. Rồi, cá sông luôn. Ui, hai móc cùng trong một mồm này. Rồi, ok. Không biết anh em nghĩ như thế nào nhưng mà anh em nhìn này, view cực kỳ tốt này. Con còn móc cái này nữa, con cá thiểu này ăn quá nhiều móc. Rồi nó có ăn mất cả hạt thuốc rồi. Đây này anh em nhìn view này. Thật ra nó hơi tối này, view ở đây nó cực kỳ đẹp luôn này. Tối đến anh em ra đây ngồi nhậu này. Đây chúng tôi đang ngồi nhậu này. Rồi vừa nhậu vừa câu này. Anh em nhìn nhá. Ôi cũng cỡ cũng phải được đôi cân vào đấy thôi anh em. Rồi. Mong ngồi tiếp nào. Rồi xin phép anh em nhé.